Vì sao Gia Cát Lượng không thọ được tới 60 tuổi? Đây là một câu chuyện về tử vi phong thủy một cách rất là đặc biệt. Hôm nay anh Ba sẽ chia sẻ đến với mọi người. Nói đến Trung Quốc hoặc là nói đến thời kỳ Tam Quốc của Trung Quốc thì ai cũng không thể nào không biết Gia Cát Lượng. Một người có thể thâu tóm trời đất, hiểu hết về mọi mặt thông thiên địa lý. Ông là một cái quân sư đa mưu túc trí, có tài ngồi trong màn trướng mà đẩy lùi được cả chục vạn quân địch. Từ khi Lưu Bị có Gia Cát thì đánh đâu thắng đó, thế lực lớn mạnh ngang với Tào Tháo, Tôn Quyền để chia ba đất nước Trung Quốc. Gia Cát cũng qua đó mà trở thành nhân vật vĩ đại. Nhưng từ khi Lưu Bị mất rồi, vẫn Gia Cát Lượng với những cái mưu mô kế hiểm mà 6 lần xuất quân ra Kỳ Sơn lại phải rút về chẳng đạt được gì. Dưới góc độ của tử vi học, sở dĩ Gia Cát Lượng có tài hô phong hoán vũ nhưng lại phải chết ở tuổi 54 là vì cung mệnh vô chính diện. Cái cung mệnh vô chính diện đấy nó ảnh hưởng đến vận mệnh của con người Gia Cát Lượng như thế nào? Dưới con mắt khoa tử vi, điều này được lý giải vì sao Gia Cát Lượng vô chính diện, tức là cung mệnh không có chính tinh tọa chủ, cho nên không thể làm người đứng đầu điều hành công việc được, mà chỉ là ở vị trí phó hộ tá mới phát huy hết được hết tài năng. Trong một cuốn sách nghiên cứu về tử vi mang tên Cuộc đời và số mệnh, tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tùng phân tích Khổng Minh Gia Cát Lượng sinh vào giờ Tuất ngày 10 tháng 4 năm Tân Dậu, mệnh vô chính diệu an tại Mùi, có Thái Dương ở Mão, mặt trời lúc bình minh, và Thái Âm ở Hợi, mặt trăng vằn vặt lúc nửa đêm, cả hai cùng hợp chiếu về mệnh. Đây là cách nhật nguyệt tinh minh, tá cửu trùng ư kim diện. Người đắc cách này luôn luôn kề cận bên cửu trùng, quyền uy thua một đấng quân vương mà thôi. Vì mệnh vô chính diệu nên tuổi thiếu thời Gia Cát Lượng ẩn cư trong lều cỏ, vì ông biết rằng mình sẽ rất khó tìm một người minh quân vào tuổi trẻ. Qua trung vận mới xuất thế theo phò tá Lưu Bị lập nghiệp. Ông là vị quân sư tài ba lỗi lạc, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, chỉ ngồi trong trướng mà điều binh trăm trận trăm thắng. Ông đã hiểu rõ cái số của mình nên giữ đúng vị trí của một người có mệnh vô chính diệu, chịu dưới một người mà trên vạn người. Nhưng đến khi Lưu Bị qua đời, ấu chúa lên ngôi, lúc ấy ông phải giữ vai trò người đứng đầu. Tuy không phải là chính thức, nhưng tất cả quyết định mọi việc như một vị vua thật sự. Cho nên đó là một điều không thích hợp với mệnh vô chính diệu. Phải chăng vì vậy mà 6 lần đưa quân ra khỏi Kỳ Sơn thì cũng 6 lần phải rút quân về mà không có đạt kết quả nào? Đó là đặc tính đáng chú ý của người có mệnh vô chính diệu. Mưu sự cho người thì dễ, mà cho chính bản thân mình thì khó. Theo quan điểm của cụ Thiên Lương, một danh sư trong làng tử vi Việt Nam, người có nhiều kiến giải sáng tạo, đã lập ra một trường phái tử vi riêng biệt gọi là trường phái Thiên Lương tử vi. Thì sở dĩ sự nghiệp của Khổng Minh không đi tới đâu vì trong so sánh với đối thủ bị thua kém. Cụ Thiên Lương viết: quân sư Khổng Minh sanh năm Tân Dậu ngày 10 tháng 4 giờ Tuất, tả hữu điếu khách, nhập mệnh được Thái Âm chiếu lên. Đây là tư cách của một thầy đời hữu công vô lao, phù hợp với Thiếu Dương ở Mão. Thủ thân bị lôi cuốn vào một thế hệ không sao giữ nổi chánh nghĩa, mặc dầu có hết công trình xây dựng. Mộc mệnh sinh xuất cho Thái Dương, nghịch lý âm dương, nghĩa là ở thân cung Mão mang hành mộc sinh xuất cho sao Thái Dương ở cung đó. Mệnh quân quyền phá hư đối diện Thiên Di có Thái Tuế, Thiên Khốc, rõ ràng mình ở thế xuống dốc, mà kẻ đối nghịch được chính nghĩa dội vang hòa hợp ở thế kim khắc mộc, rốt cuộc họ lại thắng. Mệnh yểu nên cầm sao thất bại. Theo truyền thuyết, năm 54 tuổi Gia Cát Lượng biết mình sắp chết. Trong khi sự nghiệp vẫn dang dở, ấu chúa vẫn còn nhỏ tuổi, chưa đáng được sự nghiệp, ông quyết định làm phép cầm sao giữ mạng để chống lại mệnh trời, hồng sống thêm một giáp nữa. Trong khi ông lập đàn cần phải 7 ngày yên tĩnh không ai quấy rầy, nhưng đến ngày thứ 6, việc cải mệnh trời là một việc không thể. Một vị tướng đã sọc vào nơi ông đang làm phép,
bởi thế việc cầm sao giữ mạng của ông thất bại. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của tử vi học, cái căn bản nhất đối với người mệnh vô chính diệu là không thể thọ được. Các sách tử vi lưu truyền từ xưa đều có câu mệnh vô chính diệu, phi yểu tắc bần. Gia Cát Lượng dù có nhật nguyệt cùng hợp chiếu mệnh, nên cuộc đời từ trung vận thì tỏ sáng rực rỡ, tung hoành ngang dọc, tên tuổi lẫy lừng. Tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi định mệnh cho người vô chính diệu là giàu thì chết sớm, mà nghèo thì thọ hơn. Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tùng viết, người ta cũng cho rằng Gia Cát Lượng chết sớm là vì sát nghiệp của ông quá nặng. Ông đã dùng hỏa công đốt chết 10 vạn quân đằng giáp của Mạnh Hoạch trong cốc Hồ Lô, rồi lại dùng hỏa công đốt chết 18 vạn quân của Tào Tháo trên sông Xích Bích. Nhưng nếu chúng ta xét điều này dưới cái nhìn của khoa tử vi, thì dù sát nghiệp của ông nặng hay nhẹ, thì tuổi thọ của ông cũng sẽ được bao nhiêu với cái số mệnh vô chính diệu. Ở một sách về tử vi khác là nguồn cuốn tử vi thực hành thì chỉ ra rằng năm 54 tuổi, Gia Cát Lượng gặp đại hạn ngộ thái tuế là một loạt sao xấu, cho nên không thể qua được mà phải chết. Cuốn sách viết, số Gia Cát có tả hữu đồng cung thái dương ở Mão, thái âm ở Hợi, gọi là nhật nguyệt tinh minh cách, nên số cực phú quý, tài năng lỗi lạc. Năm 54 tuổi, đại hạn ngộ thái tế, thiên thượng, hóa kỵ, đại tiểu hao, kình đà nên chết. Tức là tất cả những cái sao xấu đều chiếu vào mệnh của Gia Cát Lượng vào năm 54 tuổi. Ngài Khổng Minh chưa bao giờ hô phong hoán vũ, Ngài chỉ biết sử dụng trước về diễn biến quy luật tự nhiên, làm thiên hạ ngạc nhiên thôi. Không tin quý vị xem kỹ lại Tam Quốc Chí, ngay cả việc lập đàn cầu gió Đông Nam, thực chất ngày Đông Chí khí nhất dương sinh, nên có gió Đông Nam cũng không có gì là lạ. Đây là câu của Tào Tháo nói với mưu sĩ khi thấy gió Đông Nam nổi lên và con thuyền của Hoàng Cái lao tới. Hoặc việc Chu Du chỉ cần một ngày có gió Đông Nam, Khổng Minh hứa hắn 3 ngày. Tuế sai trong Thái Ất là 3 ngày. Đây cũng là sai số cộng hoặc trừ, tức 3 độ khi tính toán trong phong thủy tử vi. Cho nên nói rằng Gia Cát Lượng là một người thông thiên hiểu địa.